Đó là lễ vật cầu sầu, thế tiến vào trong nhà để bắt trường đoàn coi viên họ đại trai trao cho bắt trường đoàn coi viên họ đại gái, sau đó đặt lên bàn thờ gia tiên để cung báo tổ tiên. Xin chào, kính mời. Xin mời hai bạn trẻ đặt lên bàn xin sữa. Xin mời lễ vật tiếp theo. Từ những giai điệu lãng mạn cho đến những bài rock. Xin mời